xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay tiếp tục lên cái clip chia sẻ cho anh em mình cái cách nuôi như thế nào cho cái cây của mình nó nhanh thành phẩm vừa nuôi vừa thả mà lại vừa lớn cốt thật ra clip này em tính không có làm nhưng mà rất là nhiều anh em mình hỏi nhưng những cái cây mà em bệnh á tại sao anh em hỏi sao mà nó lớn cốt mà nó nhanh với anh em nuôi lại nó lại lâu thì mỗi người nó sẽ có một cái cách nuôi khác nhau ha thì anh em nào mà đã có cách làm hay rồi thì anh em mình có thể là lên chia sẻ ngược lại cho em hoặc là những anh em khác mình biết cái cách làm mình như thế nào để cho cái cây mình nuôi càng ngày càng phát triển nuôi là ví dụ như em đây em làm chia sẻ cho anh em thì anh em mình nuôi được anh em mình đam mê gọi anh em mình sẽ tìm đến em để mua cây chủ yếu là như vậy thôi còn những anh em khác cũng vậy khi mà anh em mình đã bán cây ha, bán cây về mà lỡ người ta nuôi không phát triển thì nó sẽ xảy ra một cái sự là nhầm chán đó em nên chán rồi thì người ta sẽ bỏ không chơi nữa thì mất một người bạn chơi cây ha, còn em đây hiện chia sẻ với cái ý kiến cá nhân của em thôi em nuôi như thế nào em làm như thế nào thì hôm nay em chia sẻ cho anh em để anh em mình có thứ nhất là có cái clip để xem để mình thúc đẩy cái đam mê của mình và cái thứ hai là mình nuôi làm sao cho nó phát triển nó nhanh lớn nó nhanh tăng cái năng suất của mình ha chứ không phải là lên hay gì đâu mà bài vẽ mà mà chỉ bảo ai hết nha anh em đó vậy thì anh em mình xem kênh của em cũng đã biết em rồi ha ở đây thì có một cái mai chiếu thủy ở đợt trước tầm bán tháng trước em mua về em vệ sinh sạch sẽ em gông lá em kéo cành nha là giờ đây em mới làm con khúc này em tính không làm nhưng mà kệ quay lên đại đi cho ví dụ như clip nó hay đâu phải là cái nào nó cũng hay đâu anh em clip nhiều khi mình làm nó nó cũng sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề khác nữa chứ đâu phải là cái clip nào cũng hay ha. làm cái nó giống như nó muốn hết cái chủ đề để mình làm á anh em nhưng mà sẽ bổ sung cho anh em mình cái nào còn thiếu những cái clip trước còn thiếu thì mình sẽ clip này mình sẽ tiếp vô ha thì đây cái cây em đang nuôi thả nè anh em quay một vòng tổng thể cho anh em mình xem cái ha đây cái phần phía trong đây thì em đang nuôi xương còn những cái nhánh chỗ này là cái xương cá này anh em thấy không nuôi dẫn thả thay vì bây giờ dùng cái kéo bấm cái bụp ngang đây cũng được nữa nè bấm ngang đây cũng được nữa nhưng mà cái xương của mình khi mà mình lãi lá ra cái xương của mình nó rất là nhỏ thì trong cái quá trình mình mình phải vệ sinh nha nếu mà mình nuôi cái kiểu này mà là mình phải ở trong đây mình vẫn cắt tỉa điều cử ví dụ như tháng cắt lần hoặc là hai tháng cắt lần thì phía trong đây mình vẫn cắt còn phía ngoài một hai ba cái gâu này nè mình cứ chừa mình chừa cho nó lú ra ngoài như vậy để vào mà anh em mình nhớ phải cắt tỉa bỏ những cái xương nhánh ví dụ như mấy cái này mấy cái này không cần thiết phải không anh em mình sẽ chừa một cái cộng chính thôi đừng có chừa nhiều quá nếu mà anh em mình chừa nhiều quá nó sẽ bị phản tác dụng nha đó một tháng anh em mình có thể làm một lần khi mà mình gông bỏ hết những cái nhánh xương 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 thừa rồi bắt đầu anh em mình gông lá chừa ở ngoài đầu đọt nó nhiều lá thôi để làm chi tại sao mình không để hết luôn cho nó nhanh lớn hết mức có thể một nếu mà nó lớn hết mới có thể thì có thể là mình sẽ kiểm soát nó không được là cái đầu tiên cái thứ hai nếu mà mình chừa cành nhánh lá lú um tùm ở ngoài đây thì nó sẽ che nắng đi cái phần mà mình đang cần ở trong đây đúng không thì đã ở trong đây nè bây giờ nó nhiều rồi lá nó đã nhiều rồi nó đã che nhau lá này la che cái đọt kia rồi đã nó không lên được rồi mà anh em mình chừa những cái phần thừa ở đây nữa thì nó sẽ làm hạn chế cái nắng cây là phải có nắng nó phát triển ha chứ anh em đừng có sợ nắng thấy nắng càng gắt càng ngon nắng chủ yếu làm sao nắng gắt thì kệ nắng gắt cây mặc định nó là đã ngoài trời ngoài thiên nhiên là nắng nó hàng ngày nó không có cái chuyện gì là lạ hết trơn á đúng không ha thì đảm bảo cái chất trồng của mình xốp thoát nước tốt và cây của mình sáng tưới cho đủ nước nắng cỡ nào nắng tới chiều không khô là được chứ còn ví dụ như tồi ra trời nắng gắt quá vậy cây nó không tốt đó là chuyện không có ha. nắng cây nó mới tốt tại sao anh em thấy những cái vườn kiển của người ta không? ở đây người ta trồng ví dụ như người ta muốn mát, người ta trồng cây dừa cây này nọ cây sao chê che sake rồi, cho nó lấy bóng mát. tại sao người ta anh em vô những vườn kiển người ta phá tống lỏng hết, người ta nắng chằng chát chằng chát vậy luôn. Ha. nhưng mình ta vẫn làm vậy. tại vì nắng cái cây của mình nó mới phát triển. nhưng mà mình phải đảm bảo làm sao chất trồng phải xốp nè, tơi xốp, chất trồng tơi xốp nó sẽ ngon, ngon hay cái kiểu là cái cây trồng nó tốt ngon hay cái kiểu của cái cây chứ không phải là mình ăn được đâu mà mình ngon. Ha trồng tơi xốp à, thoát nước tốt à, ha nắng nhiều thì lá nó phát triển nhiều lá nó tiết nhiên tiết nhiên năng lượng nhiều giống như mình vậy thôi cây nó tốn năng lượng nhiều thì nó sẽ hút nước nhiều hút nước nhiều thì mình đảm bảo cây của mình không thiếu nước là được à, chứ nắng mưa kệ đó nha còn mưa dầm mưa dầm á anh em tội mưa vậy chắc cây dưới nước tại vì tại sao anh em lại lo như nước mà ví dụ như em không lo nhà mấy anh em ở dưới đây người ta không lo mà anh em lại lo dư nước tại vì khi mà trồng chất tòng em đã xử lý cái chậu thoát nước tốt chất tòng tơi xốp bây giờ mưa ba ngày ba đêm một tuần lễ mưa luôn cũng được nữa cây em cũng sẽ không bao giờ dư nước tại sao mặc định cái chậu này nó chứa được 10 lít nước thì nó cứ bơm vô đây thì nó cứ dư thì nó sẽ chảy ra lỗ chậu nó dư nó sẽ tàn ra miệng thôi chứ không có đường nào ví dụ như cái cây này mà vô cái chậu một mét đó, mới gọi là dư nước còn cái cây này em vô cân đối với cái cây mưa ba ngày ba đêm năm ngày năm đêm cũng không có sợ dư nước À, cái đó là tâm trạng mình thoải mái khi mà mình nuôi cây để mình xử lý nó gọn giờ mưa cỡ nào mưa à. rồi còn phía trong đây mình ở trong đây thì mình đang cần cho nó cái bộ xương nó dày thì những cái nhánh nào mà mình cần cho cái bộ chi tàn của mình thì mình sẽ tỉa dẫn tỉa thường xuyên tỉa à, cho nó đâm chèo cho nó đâm xương cá cho nó nhiều cho nó dày cho nó mau lên sang hô á ha à. rồi ví dụ như tới cái phần ngay cái khúc này là nữa anh sẽ bấm ngang đây thì mình cứ làm ở trong đây còn cái những phần thừa này, lấy một gâu thôi khỏi cần lấy nhiều lấy một gâu mình vừa ở trong đây khi mà mình bấm bỏ cái này nè bấm bỏ cái này một cái là cái cây mình nó hoàn chỉnh đúng không nè bấm bỏ cái này thì ở trong đây của mình nó đã dày nó đã già rồi mình đốt cháy cái giai đoạn ha thay vì nó sẽ như vậy anh em thả thùm lùm luôn anh em không cần tỉa ở trong đây anh em thả xương cộng xương nhánh xương cộng xương nhánh ra cái cốt của anh em nó mập trong vòng một năm nó sẽ mập rồi anh em lại bấm giật anh em mình tỉa phía trong đây lại thêm một năm nữa phía trong đây nó mới dày tàn nó mới lên sang hô là hai năm tổng thời gian là hai năm còn em nuôi thì cái kiểu này ở trong đây nó đang phát triển và cái nhánh thả của em cái cúc chính của em nó vẫn đang phát triển thì em nuôi trong vòng một năm là xương ở trong đây em nó dày nó già nó lên sang hô khi mà cái cốt của em vẫn to ngoài đây em bấm cái là em trong vòng khoảng một năm là em một năm dữ lắm là đến một năm rưỡi là em đã bằng với anh em nuôi hai năm đúng không tại vì em đã đốt cháy một cái giai đoạn à, em cực thí dụ như anh em em sẽ cực hơn em nhiều ví dụ như anh em nuôi thả tàn lan vậy luôn không có tỉa trong đây thì một tháng anh em đâu có ginh nó vô làm một lần đó ba năm bảy tháng gì anh em mới ra làm nó một lần thì anh em rất là khỏe vì cái khâu mặt thời gian còn em ở đây em xuyên thì em đam vô em tỉa em làm hai lần hai trong một nuôi vừa nuôi cốt vừa nuôi chi hai trong một trong một khoảng thời gian là một năm em cực 10 lần anh em anh em một năm đó anh em làm ba lần em một năm em làm phải tới 5 lần 7 lần thì em cực hơn em nhưng mà em sẽ đốt cháy cái giai đoạn đó ha, đốt cháy cái giai đoạn mà thành phẩm em vừa nuôi xương vừa nuôi tàn một năm là em chơi được bởi vì nhiều anh em hỏi cho thấy người ta nuôi lâu mà em sao cứ cây đem về nuôi thấy nó rất là nhanh thành phẩm tại vì em đốt cháy giai đoạn ở đây em xuyên em xuyên em đốt cháy cái giai đoạn được đặc biệt là phải phân thuốc canh điều cử và xuyên thai chậu nữa tất cả những cái yếu tố đó nó phải gom lại để làm nên một cái cây cho nó hoàn hảo chứ không phải là hư anh em cứ nghĩ chất trồng nó chất trồng ngon quá tôi tổn chất trồng cũng giống nhau vậy tại sao tốt ừ tôi tưới phân em tưới phân từng lễ, em tưới lần em xuyên tưới phân nhưng mà lần tưới em tưới rất là lỏng để đảm bảo cái cây của em hồi nào nó cũng có chất dinh dưỡng để nó nuôi cái cây Ha, còn ví dụ như anh em tưới phân đậm nhưng mà 1 tháng anh em tưới 1 lần thì cái lúc mà anh em vừa tưới vô cái cây của anh em sẽ bị dư phân còn như về cuối gần cuối một cuối tháng là cái cây của anh em nó đã hết phân tầm khoảng 10 đến 15 ngày là cái cây của anh em đã hết phân rồi thì 15 ngày 15 ngày ví dụ như một tháng từ một tháng đến ngày 15 là cây của anh em nó dư phân còn 15 ngày đổ về sau nó sẽ bị thiếu phân còn em không em tưới từng lễ em pha thiệt là lỏng phân từng lễ em tưới cho nó ăn hết phân tâm từng lễ để em tưới tiếp từng lễ từng lễ từng lễ thì một tháng anh em tưới phân có một lần à anh em cực có một lần mà hoàn toàn của em mà em một tháng em tưới phân tới bốn lần nhưng mà em tưới cái lượng phân nó cũng thua nhiều khi thua một lần của anh em tưới một cái ví dụ như một gam của anh em tưới uh, cho một cái cây này đi một cái cây này một chục lít cho một gam phân còn em em dẫn uh, pha một một uh, pha à, ví dụ như em pha một gram đó em pha cho 40 lít nhưng mà em sẽ mỗi lần em tưới 10 lít tưới 10 lít tưới 10 lít tới cuối cùng em vẫn là một gram trong một tháng đó còn anh em một gram cũng trong một tháng đó nhưng mà em chia ra cho nó nhỏ lại à, thì cái cây của em nó sẽ tốt bền hơn nhanh đâm chồi hơn đi đọt nó sẽ đi đều hơn không có điểm ngừng này nó có phần nó đi tượng Nay ơi nó có phần đi tượng mốt nó có phần nó đi tượng bữa kia nó có phần nó đi tượng còn của anh của anh em tháng đầu đi tượng tháng sau nó nó nằm đó ha à, nên mình đốt trái cái giai đoạn chứ không lẽ anh em mình cứ nghĩ đi một cái cây à. với mình nuôi được cái nuôi nối đuôi đó, nó nó nhanh lắm nè tạo lại vấn đề cái ví dụ như cái cái nhánh này cái nhánh này đang thả này nè thấy không nó lên nó âm tùm nè thì chỗ cái khúc này nè nhánh nó sẽ che dưới đây thì cái khúc này mình không có xài nữa mình bấm ngang đây hay bấm tông đây gì đó bây giờ mình sẽ tỉa ngoài đây loại bỏ những cái phần lá nè. tháng lá tại khi mà mình mặc định cái cây này nè một tháng khi mà mình tuốt lá nó như vậy là trong vòng một tháng là nó sẽ đâm bích dịch nữa rồi mà một tháng đó nếu mà anh em mình không làm nữa thì nó sẽ che ở dưới đây ở dưới đây nó sẽ chậm phát triển hơn nên khi mà mình nuôi thả như vậy thì bắt buộc mình phải xuyên tầm khoảng một tháng đến hai tháng là mình phải đam cây vô mình làm như thế này ha để cho nó nó đừng có che nắng phía trong nó hai cái nó mới đi đôi được nha đã nói đã mình hơn người ta một năm người ta nuôi hai năm mới được mà mình nuôi có một năm thì mình được thì mình bắt buộc mình phải cực hơn người ta rồi đó gồng lá kìa nó chỉ trường một cái cọng xương ở trong đây ra thôi nhưng mà cọng xương này nó sẽ đảm bảo cho nó là không ảnh hưởng gì đến phía trong đây ha à, thả như vậy ở cái cốt này vẫn mọc nó nhiều khi anh em mình cứ lên hỏi tôi thấy nuôi sao đâu mà mau ghê mới, mới làm mấy tháng gì đó cái muốn chơi được rồi thì tại vì trong cái khâu này nè ở trong đây em vẫn tỉa nè vẫn tỉa một mắt lá nè à, phía trong đây nè vẫn tỉa một mắt một mắt một mắt một mắt à, lên em cứ tỉa một mắt lâu lâu từng tháng gì đó các em đam cây cho em làm lần bởi vì với em làm cũng khỏe nữa ví dụ như một ba tháng anh em mới làm một lần thì lúc đó cành nhánh nó um tùm nó gói ghen anh em mình làm một cây nó mất khoảng thời gian ví dụ như nửa buổi nửa buổi một tháng anh em một ba tháng anh em làm một lần một lần làm nửa buổi còn em một tháng em làm một lần một lần em làm con tiếng đồng hồ em làm mà tháng em làm ba lần, ba tháng em làm ba lần thì em mất có ba tiếng đồng hồ thôi. Còn khi mà ba tháng anh em mới làm một lần thì anh em lại mất thời gian là một buổi là bốn tiếng, đúng không? thì cái nào nó cũng sẽ có cái lợi của cái nào. tại vì em ở đây là em làm cây, công việc chính của em là chỉ nuôi cây, mua bán cây, nuôi cây, mua bán cây và làm clip cho anh em mình thôi. nên cái thời gian mà tập trung cho cái cây kiển của em nó sẽ nhiều hơn em. ha. còn nhiều khi anh em làm công ty thì anh em sẽ không có thời gian thì cái đó là trường hợp um, phải chịu rồi ha nhưng mà mình có thể là bù nó cho nó vào buổi tối ở đây em làm buổi tối thường xuyên lắm tại đây nhiều khi anh em thấy nó gánh gánh vậy chứ tối ban ngày em quay clip về tối là cái sân em nó hơi sáng bắt đèn sáng cái là em lấy đèn em gọi để chiều nay chiều nay em cũng vẫn làm nữa chiều đổ đổ về mát là có mấy cái lô mai chiếu thị tán đồ đinh đó, là em bỏ ngoài trời nên em tối mát cái là em đi cái đó em làm ha em gọi đèn em làm bắt đèn sáng lên cái đội thêm một cái đèn pin nhỏ trên đầu nữa là mình làm được rồi chiều nào em cũng làm đó tân á bữa đó hồi tối hôm qua là em làm được khoảng 80 cây rồi ha. cái bài đó làm nói chung là cũng khá là nhanh tại vì mần cỏ rồi dọn thẹo cắt nhánh sơ sơ à. xuyên quay qua quay lại cái quay qua quay lại cái làm quay qua quay lại làm nên cái công việc mỗi lần làm nó sẽ rất là nhẹ nhàng ha bởi vì nuôi nó mới nhanh được chứ anh em chứ ví dụ anh em tính đi một cái cây nuôi 10 năm thì mình đốt cháy cái giai đoạn nó chỉ còn khoảng 6 đến 7 năm à, là mình đã đốt cháy được 3 năm đó rồi trong 3 năm đó mình một ngày một lần làm anh em mình không có tính chứ mà tính ra nhiều ngày nhiều lần cái mất thời gian dữ lắm anh em mình làm tới tới sáu bảy tuổi là ngưng làm cây đi thì một đời lâu đâu làm được nhiều cây đâu nên mình cần phải đốt cháy cái giai đoạn này ha mấy cái nhánh này anh em tỉa xong anh em nhiều khi anh em nói tỉa hoài nó không lớn cái đó là suy nghĩ theo một cái đường khác nữa còn cái suy nghĩ của em nó sẽ khác nha cái nhánh của em thí dụ như em bỏ ở đây bây giờ nó sẽ không đi tượng cái nhánh này nè cái chỗ những cái chỗ này nè nó sẽ không có đi tượng nó khi mà để giống như đãi đi nó sẽ già nó nằm đó thôi nó không đi tượng nhưng mà khi mà em lãi lá em gông lá em tỉa nó như vậy nè trong vòng một tháng là cái nhánh này nó sẽ đi bích bùng Ha, nó lên tược đâm chèo y ra như vậy luôn lên lá lên tược lú ra um tùm luôn thì trong cái quá trình mà nó lú lên um tùm có phải là nó đang phát triển không ha nó lên tược ở ngoài đây thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng đi qua cái lằn cốt này thì khi mà nó đi qua cái lằn cốt này nè thì cái cốt này nó sẽ mọc sam núi cũng vậy tại sao anh em thấy em sam núi em đam vô em bấm tỉa lông lá bấm tỉa gông lá bấm tỉa gông lá cái bài sam của em nuôi ha, thấy rất là nhanh không ở trong đây thì vẫn bấm một mắt lá nha cái nào nhánh xương âm đồ thì mình cứ có thể là loại bỏ luôn còn cái nào mà mình để mình xài thì mình cứ bấm một nách lá một nách lá à, à, còn những cái nhánh đó, đặc biệt là những cái nhánh tên đây nè mình nên vệ sinh cho nó chừa một cái gâu thôi đừng có chừa nhiều hạn chế à, để cho nó che nếu mà ở dưới đây nè đã nó bị kín ở trong đây nè nó rất là nhiều nhánh nó đã bị phức nắng rồi mà anh em mình chừa ở đây nữa thì những cái nhánh nhỏ li ti dưới đây nè nó sẽ không phát triển được và có thậm chí có thể là nó bị teo nó bị chai nhánh nằm phía trong đó luôn ha à, nên khi mà mình mình cắt mình phải tạo một cái độ thoáng cho cây nè cái khúc trong đây là mình nè nó dậy bít chịch như vậy nè thấy không nó lên một cục lá như vậy rồi nè mà đã nó không có hưởng được ánh nắng nhiều rồi mà anh em còn chừa ở phía ngoài nữa thì thì nó sẽ chậm phát triển nha anh em em thì cái cách làm của em nó như vậy còn nhiều khi anh em mình sẽ có một cái cách làm là nó nó khác mà nó hay hơn nó phát triển hay hơn nữa thì anh em mình cứ việc là lên clip chia sẻ rộng ra thêm để nhiều anh em chẳng thà em biết ít nhưng mà cái tính em thiệt em biết cái gì em chia sẻ cái đó thì dù gì ít nhiều gì nó cũng sẽ quý đúng không anh em còn nhiều khi anh em mình biết mà anh em mình không chỉ người ta vậy thôi vậy chẳng hà nói không biết luôn chứ nói biết mà không chỉ người ta thì nó lại làm hiểm nữa còn nhiều khi cái tính em chia sẻ nhiều khi có đụng chạm với những anh em nhiều khi cái đó là cái nghề của người ta cái 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 mà để người ta muốn giấu nhưng mà tới hồi gặp em thì em lại nói lên thì nhiều khi anh em mình ghét em bởi vì em muốn nói anh em nuôi cây thì rất là thích em còn nhiều khi gặp nhà những cái nhà nhà vườn hoặc là những cái chỗ nào mà nuôi ta cần cái đó cái ưu điểm ví dụ như cái đó cái cây đó nó có cái phiết điểm đó ta không muốn nhắc đến nhưng mà tại tới em làm clip rồi em phải nhắc nhắc cho cả làng biết luôn thì người ta sẽ khó mua bán à, nên nên nhiều khi nó sẽ bị đụng chạm những cái vấn đề đó thì có gì anh em cũng bỏ qua tại vì giờ cây cảnh nói chung là nó cũng rất là đa dạng với mặt cái về cái mặt nổi uh, youtube facebook zalo tiktok rồi những anh em khác người ta cũng chia sẻ rất là nhiều nhưng mà nói chung thì trước sau gì cũng làm cái cây thì mình làm cho ok làm cho ngon lành rồi mình bán lấy tiền cho nó nó sản phái nè nhiều khi có những trường hợp mai vàng nữa mai vàng nói chung là em biết nhưng mà em thua thiệt một cái là em không có làm số lượng nhiều nên nói nhiều khi là người ta bắt vẻ em nói ừ mày có nuôi cây mai nào nhiều đâu có cây mai nào lớn tiền đâu mà mày lên mày chỉ mày nói người ta nhất là em ngại với cái đó à, nên em chia sẻ thì em cũng né còn như, còn như mai chứa thủy đâu mai chứa thủy em làm rất là nhiều em mua bán những cái cây rất là nhiều nên chia sẻ nó rất là mạnh miệng còn như mai vàng tại vì mai vàng em thấy nó 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 nó, nó, nó hơi phức tạp quá nên em cũng không phái nó nè mua về toàn là mua bán thứ nhất là cạnh tranh giá cả cạnh tranh rồi này nọ nó, nó nó nói chung là nó sẽ không có đẹp như những anh em chơi kiển xanh những anh em chơi kiển xanh thì nói chung là rất là ok từ đó giờ thấy nó vẫn có một cái phần ngoại lệ nhưng mà nó rất là ít đa số là người ta sẽ chơi rất là đẹp à, biết là người ta chia sẻ người ta chỉ còn như mai vàng mệt lắm anh em ơi cạnh tranh giá cả mày mua lô của tao mày mua à, tao thích mua mày mua nó nhiều cái vấn đề xảy ra trong mai vàng lắm em mà đó em làm mai vàng em chán luôn anh em thật sự à, rồi mua bán này nọ chợ bổng này nọ thôi 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 làm cái này đi cho nó đừng có đụng chạm nó vui vẻ tại vì cái này là cái đồ chơi của mình cái nghề của mình làm lâu dài cái đồ chơi của mình mà làm như vậy nó tâm tạng đó. làm cũng không không ngon lành vậy thôi làm mình làm có tiền nhưng mà nó không vui hai bạn mệt lắm <laughs> còn như này, này em lâu lâu các em gam tắt nè à, nhiều khi cái cây mai cây kiển xanh nhiều khi bán kiển xanh nói chung là nó khó chết khi mà cây đã xử lý rồi là nó khó chết còn như mai vàng gặp nhiều cái trường hợp em đi quay nhiều em mới biết anh em nhiều khi cái cây nó chưa biết sống chết gì luôn á mới bứng lên có hai ba cộng ghế gì rồi nhét vô cái bầu rồi nhiều khi ghép lên rồi quay bán cho anh em mình luôn có những cái trường hợp đó rất là nhiều nhưng mà những cái trường hợp đó em sẽ không bao giờ em quay đâu ha à, một là quay lên mua bán mất uy tín cái kênh của em về nhiều khi anh em thường thường hở cái như vậy này nè anh em cái kênh của em là em phải bảo vệ nó đúng không em không muốn mất uy tín của cái kênh của em nên em đã lựa chọn và sàng lọc những cái nội dung, những cái video, những cái cây cảnh đăng lên tên kênh của em bán là em đã lựa chọn sàng lọc ra rồi chứ không phải là ai kêu em cũng quay. cây của người ta mạnh khỏe, cho dù nó mạnh khỏe nhưng có một phần ở nhiều khi về anh em mình làm tật nó mới chết. còn đa số em quay em chọn lọc những cái cái cái, cái, cái cây hoặc là cái vườn hoặc là cái lô nào đó người ta kêu em lại quay em nhìn cái lô đó ngon lành hết thì em mới quay ha à, quay xong em nói với anh em em quay như thế nào anh em ra kiểm tra như thế đó kiểm tra cây không giống như trên video báo 30 cm dao ra có 20 báo cây cốt bằng tay cái anh em giao ra bằng tay út báo khỏi thay phân phân về anh em thấy mục thì anh em không nhận hàng cho em em nói rất là rõ ràng nhiều khi anh em cứ mua một cái cây hư cái ừ tự tôi tin tưởng tưởng cái kênh thằng đó tôi mới mua em không có cần tin tưởng cái kiểu đó ha em đã nói rất là rõ trên video tại vì cái cây là cây của người ta em lại tới đó em quay xong em đi về chứ không phải em ở đó em ngủ em giữ cái cây đó để coi chừng nào người ta gửi người ta gửi đúng cây hay không cho anh em mình nên em đã nhắc cho anh em mình khi nào mà nhận cây cứ cắt cái thùng ra kiểm tra đi có gì gửi về ha, mình làm có ăn rất là thẳng thắn đúng mình lấy sai phải dẹp không có cái vụ mà năn nỉ ừ cây đó bể bầu cây đó yếu cây đó không có vụ năn nỉ ha à. nó còn cái nhà vườn nào mà bậy với em một hai lần ví dụ như bán cây khách chụp ra ta ta ví dụ như người ta có cái vấn đề gì đó cây không giống người ta chụp hình người ta gửi cho em ha à. thì em một hai cái em không có quay vườn đó nữa ha à đó còn cái cây còn ví dụ như em ở bên đây 10 phần thì em đã lượt ra hết tầm khoảng ba bốn phần rồi những cái cây quá yếu quá suy si em đã lượt ra rồi nhưng mà nó sẽ không có tránh khỏi những cái trường hợp em đi về sống lấy cây khác nó gửi đó đúng không đó, cái kênh của em là em phải bảo, bảo vệ cái kênh của em chứ không có cần mà anh em để tới anh em mà nói ví dụ như tôi tin tưởng em không có cần tin tưởng cái kiểu đó nha tin tưởng kiểu đó chẳng hà cái 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 nào anh em đổ trách nhiệm hết cho em á À, là nó sẽ khác còn này quay xong anh em ý không có năng nỉ anh em mua anh em ý điện thoại vô mua mua thì kiểm tra hàng em nhiệm vụ của em là chỉ kết nối nhà vườn với anh em có xung hội với nhau tao đổi nói chuyện chụp hình giao lưu đó nhiều khi anh em mua cái cây đó cây sung quá cây ghẻ quá anh em về trồng bán mua một triệu về trồng hai ba năm hoặc là mua cái cây đó quá đẹp luôn về anh em trồng anh em bán trăm triệu đi có khi nào anh em ừ bữa đó anh mua cây ngon quá anh cho cưng năm triệu ba triệu vô đúng không anh em hồi đó giờ có ai không hồi đó giờ có ai có suy nghĩ đâu không thì mua mai em quay dám cả mấy trăm ngàn cây dám cả triệu cây trên kênh em luôn nè anh em mua bán rất là nhiều trên kênh của em nó có khi nào mà anh em mua được cái cây ngon anh em mình có cho em bạc đồng bạc nào không nó đúng không tới hồi hư cái điện vô tin tưởng kênh em sao được à, em thì rất là thẳng có gì em nói cái đó hả à, tại vì em cũng nói rồi cái kênh lúc trước em quay lên đây thì chín người mười ý thì mỗi người nó sẽ có một cái ý kiến khác nhau đúng không à mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau và em quay lên đây thì anh em mình coi được thì coi vui giao lưu với nhà vườn chứ quay lên mình kêu làm vừa lòng hết những anh em thì sao sao làm được anh em nhiều khi anh em mình làm vừa lòng ông hàng xóm cái bên nhà còn chưa được nữa em làm dâu trăm ngàn họ mà sao làm được à, nên nó chỉ được cái phần nào thôi rồi mình cứ cắt tỉa ha ở phía trong đây thì mình cứ cắt tỉa một lá thôi nha anh em mấy đợt trước em có nói cho anh em mình rồi chẳng thà tỉa một lá nó lâu nhưng mà cái cây của mình lên nó sẽ kẹo tàn kẹo nhánh nó đặt kẹo luôn chứ đừng có mà thấy chỗ đó lâu quá cái tỉa ra ba mắt bốn mắt sau này nó xấu cực kỳ xấu luôn nha và sau này khi mà mình lỡ lúc trước mình tỉa ra ba mắt rồi bây giờ ở ngoài đây nó lên sang hô rồi bây giờ kêu đút cái tay vô mà cắt dịch lợi một lóng là, là bỏ nguyên một cái khúc ngoài đây là rất là uổng nha và cắt không có được mà cắt không được á thì cái cây này sẽ không lên tiền nha cứ từ từ chơi cây là từ từ ta chơi cây năm bảy năm nhật bản ta chơi đời trước ta tòng cho đời sau người ta bán còn được mà anh em mình cứ chơi từ từ ha đừng có gấp nha. như cây này tại sao gặp người ta người ta bệnh người ta cắt ngang đây người ta bệnh vô dây ta bệnh ta đè xuống như giống như cái nón lá là người ta bán mất tiêu kè thành phẩm mất tiêu rồi đây tại sao em dạ em sau này cũng vậy giống như những anh em chơi cây nhiều tiền ta không có nói cái vụ mà tiền bạc nữa nè mấy cái anh mà chơi cây lớn tiền, hay ta sẽ không còn nói, không còn tính tới cái giá tiền đó nhiêu nữa, mà ta hỏi là cái chất lượng cây đó như thế nào. Ha, mắc tiền thì người ta có thể là người ta sẽ vẫn mua, nhưng mà người ta sẽ đòi hỏi là cái chất lượng nó như thế nào. Ha, em và em cũng vậy, em cũng đánh cây ít lợi nhưng mà em đánh cái hàng chất lượng. Cái hàng nào rẻ tiền là sẽ ra rẻ tiền và cái hàng nào ví dụ như cái cây này có một cây trang luôn cây hàng chợ đế sẽ không được dày cốt cành nó đi tầm bậy tầm bạ thì ví dụ nó 5 triệu thì cái nó hàng rẻ tiền thì, thì vẫn có bán nhưng mà sẽ không tính với nó nữa rồi anh em mua cái hàng rẻ tiền đã anh em nói trước mắt anh em mà rẻ tiền tiền nào của đó thì rẻ tiền làm sao mà đẹp xuất sắc bằng cây 50 triệu như vậy được đúng không nó ví dụ như cây này về bán 50 cây kia có 5 triệu một phần 10 thì cái cây này chất lượng ha chơi cái này ví dụ như cầm cái này chơi chơi ba năm 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 mười năm sau nó cũng vậy gian vậy nó không bị lỗi thôi còn mấy cái kia thì một hai năm thì nó đã khác rồi ha à, thì cái đồng tiền là tiền nào của nấy thôi chứ giờ nhiều khi anh em mình quan trọng cái giá tiền quá thì nó sẽ không có cây đẹp để chơi à, giá tiền nó rẻ thì không có ai em nói thật sự luôn không có ai mà đi bán rẻ hết dòng kiển xanh này nè một đó, nó chỉ có một số trường hợp là vẫn có thôi ví dụ như đang kẹt tiền đang cần tiền thì người ta có thể bán rẻ còn về nói cái cây cái cây mà anh em mình nhìn thấy ừ cây đó đúng xịn luôn mà sao mà đó nó bán rẻ vậy ta là nó sẽ có nhiều trường hợp phải cây chính chủ hay không nè rồi cây có bị hư rễ, úng rễ, gãy nhánh tét cành gì hay không nè nó cây đó bị yếu bị sụp phân hoặc là hư cái kiểu gì hay không nó sẽ có những cái trường hợp đó anh em mình thử nghĩ tự nhiên cái cây đó ừ cây đó đáng lẽ về mình bán 50 triệu mà tại sao kia nó bán có 10 triệu mà nó mình phải đặt cái câu hỏi liền em cũng vậy em mua cây của những những anh em kia khác cũng vậy thôi ha em trước khi em hỏi giá một cái cây ví dụ như em hỏi giá cái cây này của anh khách đi làm sẽ đánh trong bụng em ừ cây này giờ chắc cỡ ba chục về mình bán mình làm xong một hai ngày đó vô chậu đẹp mình bán được ba lăm bốn chục mà là suy nghĩ trong bụng rồi khi mà hỏi giá rồi ông kêu hai chục đến ba chục là mua Ha, khỏi cần suy nghĩ, đã suy nghĩ trong bụng sẵn rồi, cây đó bán từ 20 đến 30 tôi mua, về tôi làm xong tôi bán ra được 35 40, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đó tôi làm trong vòng 3 ngày tôi bán ra được 3 40, tôi lời 10 triệu, tôi bỏ ra 30 chục từ đầu tư chậu bọng công cán, xe cộ, thùng uh, vận chuyển đồ, về tôi bán ra 3 40, bỏ từ chi phí chậu bọng công cán 3 ngày ra nữa thì tôi còn lại được 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu gì đó. Đúng không? Rồi hỏi giá không phục giá ổng nói cây này 25 triệu rồi mua khỏi suy nghĩ gì hết chứ không phải đợi người ta đợi người ta báo giá chưa có suy nghĩ ở ừ, cái cây này chứ 10 triệu đợi người ta báo giá cái rồi thôi nó hỏi giá chơi cho vui ha còn ví dụ như cái cây đó giá trị nó cao quá rồi em hỏi giá tham khảo ha coi coi nó mức giá nó như thế nào để mốt có dịp anh em giao lưu đó nó bình thường cái chuyện hỏi giá là bình thường mà mình hỏi thế nào để người ta vui kìa chứ còn không phải mà anh em cứ bình luận giá vô gặp em em không bao giờ ta lời những tin nhắn đó đâu tại vì cây em không bán cho anh em vẫn bán cho người khác được chỗ vô đăng facebook có nhiều ông bởi vì thấy ứa lắm đa, ít đăng vô hội lắm em cái tính em ít đăng vô hội lắm đa số em đăng bên facebook bởi em nói bán bạn bè bán cho những người biết chơi những người ngon lành à, những người ok thì em bán bán ai không bán anh em lấy tiền ai cũng vui nhưng mà bán cái cây ra nó phải ok nhiều mặt nữa kìa à. chứ còn vô mà vô thấy bình luận để chữ giá cái là thấy hỏi cái gì giá giá cái gì để giá cái, rồi dị ứng mấy cái đó dữ lắm cái này thì trong vòng tông này em thả tới khoảng tháng nữa mấy cái này chỉ muốn cắt được rồi đó tại tại làm vậy thôi chứ cái này là muốn cắt được rồi ha, chủ yếu tại sao cái này đáng lẽ là cái bộ cành này là em rút vô rút vô tỉa cho nó khỏe cho nó nhanh á nhưng mà tại sao em không rút luôn để cho nó nhanh đành tạng thành phẩm tại vì đây nó còn mang cái thẹo nha cái thẹo này trong vòng tầm nếu mà nuôi ngon lành từ nay tới tết nó cái thẹo này nó mới liền cái thẹo này nè. Ha, cái thẹo này đã xử lý keo thì có thể là tới Tết giờ tới Tết thêm 5 tháng nữa nó mới liền cái thẹo này. Nếu mà bây giờ tỉa ở tên đây thì cái cây của mình nó sẽ phát triển chậm, thì cái thẹo này nó sẽ chậm liền hơn. Và bây giờ cho dù ở tên đây nó thành phẩm mà cái cây ở dưới đây nó còn cái mang cái thẹo thì cũng sẽ không có đi chơi gì được hết. Nên cứ bỏ đại đây, chờ cây này chờ là chờ cái gì? Chờ cái thẹo này nó liền. Ha, đây một cái với uh, đây một cái thiệu nhỏ ha, cái thiệu này không đáng kể ha, thiệu này là thiệu, uh, thiệu tròn đây, ha. rồi thì cũng chia sẻ cho anh em mình uh, bao nhiêu đó ha anh em mình xem clip mình thấy hay cho em mình một like ha anh em em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều